Thưa quý vị và các bạn, hiện nay đang trong thời gian cao điểm của mùa mưa bão. Đây cũng là thời điểm học sinh nghỉ hè, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn. Vì vậy, để hạn chế các vụ việc đuối nước thương tâm xảy ra, chính quyền địa phương và các cơ quan, đơn vị đã tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Tam Đảo hiện đang quản lý 22 hồ đập, trong đó có 7 hồ chứa nước lớn và hàng trăm hệ thống kênh mương. Để đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại, phòng chống tai nạn đuối nước, ngay từ đầu mùa hè, công ty đã rà soát, kịp thời khắc phục các khu vực nguy hiểm có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em, tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực hồ, đập quản lý. Công ty ban hành các văn bản chỉ đạo các sinh nghiệp thủy lợi tăng cường công tác phòng chống đuối nước và tuyên truyền với nhân dân về công tác phòng chống đuối nước. Hồ chứa lớn do công ty quản lý thì lực lượng của công ty là trực 24/24 giờ để đảm bảo thường xuyên có mặt tại công trình để tuyên truyền vận động nhân dân là không được xuống hồ bơi tắm để tránh cái hiện tượng tai nạn đuối nước xảy ra. Đối với các công trình đang thi công thuộc quyền quản lý, công ty yêu cầu các đơn vị thi công lắp rào chắn, đặt biển và hệ thống cảnh báo nguy hiểm để người dân được biết. Trong quá trình thi công thì nhà thầu cũng đã bố trí tất cả các biện pháp an toàn lao động, căng dây biển báo và có cán bộ an toàn thường xuyên đi rà soát trong quá trình thi công, căng dây biển báo hiệu và có biển báo đèn vào ban đêm. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tăng cường phòng chống đuối nước ở trẻ em, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng ngừa nguy cơ xảy ra đuối nước cho trẻ em. Đồng thời, thành lập các tổ canh trực tại các khu dân cư, thường xuyên nhắc nhở và sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống đuối nước xảy ra. Thì đối với đảng chính quyền địa phương thì cũng đã khi hàng năm thì cũng đã triển khai xây dựng kế hoạch và có những văn bản chỉ đạo đối với các phối hợp mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị cũng như đặc biệt các nhà trường để từ đó là để làm công tác tuyên truyền phòng chống đuối nước cho các cháu, giao cho đoàn thanh niên và cán bộ văn hóa cũng như là các thôn dân cư là xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè như các giải mà các điểm vui chơi tại các nhà văn hóa các thôn để mà các cháu có điểm vui chơi lành mạnh, tránh vấn đề mà các cháu di chuyển ra các khu vực nguy hiểm liên quan đến phòng chống đuối nước. Theo thống kê của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 5 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 trẻ tử vong do đuối nước. Các vụ việc thường xảy ra vào mùa mưa bão và học sinh được nghỉ hè, các em đi bơi lội tự phát tại khu vực ao, hồ, sông, suối, thiếu sự quản lý, giám sát của gia đình. Vì vậy, ngoài sự vào cuộc của các cấp chính quyền, mỗi gia đình hãy quan tâm quản lý, giám sát và tạo ra những sân chơi bổ ích, lành mạnh cho con em mình.